Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả mọi người có nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhớ ủng hộ kênh Trọng Cà Mau. Đây, hiện tại thì Trọng đang có mặt tại đường Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nơi phồn hoa đô hội nhất của Sài Gòn. Hôm nay thì Trọng đến đây không phải để đi ngắm cảng Nhà Rồng hay là ngắm tòa nhà Bitexco cao vời vợi. Không phải đi đến đây để ngắm những chiếc xe ô tô sang trọng đậu bên những đường hay là bất cứ một thứ gì. Nhưng mà hôm nay Trọng đến đây để thăm những bé chó, thăm một cô trước đây Trọng đã quay. Mọi người có tin không, giữa một cái Sài Gòn phồn hoa đô hội, giữa một cái nơi gọi là sang trọng bậc nhất của Sài Gòn, thì đâu đó bên vỉa hè lại có một cái gọi là nhà, không phải là nhà, một cái liều, không phải là một cái liều, thì nó chỉ là một cây dù và một không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Và có một con người sống nơi đó cùng với những chú chó rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Và hôm nay khi mà đi lại nó cũng có cái phần là thuận tiện hơn, thì Trọng xuống đây thăm cô, thăm các em. Nhưng một điều bất ngờ mọi người, xuống đây trời ơi, cái bé chó lúc trước, bữa nay nó đẻ một bầy, một bầy khủng khiếp luôn, đông. Bây giờ thì Trọng xin mời quý vị khán giả nha, mình cùng xem cái bầy bé chó con, cũng như là mình tâm sự với cô để xong cái cô đã vượt qua được cái mùa dịch, cũng như cùng cái bé nó khó khăn như thế nào nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó, giữa một cái nơi đẹp như thế này thì ngay chân góc đường lại có một cái túp liều lý tưởng của anh và của em. Đây, một bà mẹ. Thôi con, để cho nào. Đó, nó quay kìa. Một ổ chó con luôn kìa mọi người ơi. 1, 2, 3. Ở trong có mấy con nha? 4-5 con rồi. Đông lắm, một màn chó con luôn. Thôi nè, anh đâu có bắt cái gì đâu. Nó bảo vệ con nó. Rất là bảo vệ con nó luôn. Một ổ chó con này. Trọng nghĩ mà khi trời mưa trời gió thì mấy bé không biết làm sao á. Tại vì cái chỗ đó mưa chắc chắn là sẽ tạt rồi. Rồi tội quá. Mà nhìn thấy ú nu ú nần à, cưng lắm. Nó bảo vệ con nó thấy thương luôn. Đây nữa, một em thì cũng đang có bầu nữa. Trời ơi, chắc trong mùa dịch này trong mùa dịch này đi chơi thoải mái ha. Rồi nè, đó, không có xe có cộ rồi đi chơi xa nè, rồi bị anh nào dụ dỗ nè. Trời ơi, một bầy kia rồi mọi người. Rồi bé này đang có bầu nữa. Đây nè. Ui trời ơi, sắp đẻ rồi. Ôi. Dạ. Thì mọi người thấy chưa? Rồi cô ở như thế này nè, mà nuôi mấy bé chó, chăm sóc mấy bé chó. Rồi giờ nó đẻ từ lưa. Rồi đâu đây nữa? Rồi đâu đây bà này mà là lòng thòng nữa? Ôi. Thì có nghĩa là bây giờ quý vị khán giả ơi, Trọng lại đây Trọng thấy là có ba bé thì là một bé thì bầu to, còn hai bé thì đẻ rồi. Trời đất quỷ ơi, gì mà dữ vậy? Thấy chưa, Trọng đã nói rồi mà, nuôi con gái như hũ mắm treo đầu giường mà, nó có thể là mang bầu về bất cứ lúc nào, nuôi cháu ngoại bất cứ lúc nào. Thấy chưa, có đây nè, nó có bầu bụng to này. Còn đây nè, trời ơi, đẻ rồi nè, con nó hơi to to rồi, biết ăn rồi nè mọi người. Đó, nó biết ăn rồi, đang gặm xương hủ tiếu ngon đấy, đang hủ tiếu ngon đấy. Đó, rồi mọi người thấy không, góc đằng này thì bà này cũng đẻ 4-5 con, còn nhỏ hơn.
quá rồi. À, có tiếc một điều á, thì lúc trước chồng đến đây thì có bé gấu rất là dễ thương, nhưng mà trong mùa dịch á thì chó đi lại nhiều, mấy bé đi chơi nhiều quá thì bé gấu này bị tai nạn rồi, rất là thương luôn. Một mất mỗi bé gấu thôi, còn mấy bé nào, mấy bé cái này nè đi chơi chạy tung ta tung tăng thì mạnh bé nào nó có bầu. Trời ơi, nói trang luôn mà. Lúc xưa là trọng cũng tính là dự định là sẽ giúp cô triệt sản, rồi sau đó là dịch bệnh rồi chưa kịp làm gì hết, thì bây giờ ra nó quất ba bầy cho con rồi. Cô đeo này cô. Cô đeo cái này chi? Đeo này nói chuyện chơi. Thương quá rồi cực dạ. Con ơi, sáng ra cô phải nấu một nồi cơm nè, rồi xương đồ mà rẻ tiền vậy đó, cô mua cô trộn cho nó ăn. Bây giờ là mình ở đây là bao nhiêu con rồi cô? Ở đây hả? Hôm vừa rồi là con này đẻ 7 con, con kia đẻ 8 con là 15 con. Nhưng mà con cái phần của con này á, là cho hết rồi. Dạ. Cái phần này á, cái ông công an phường ở trên trển ông cũng xin rồi, nhưng mà về nhà nó kêu quá. Thằng chi ổng nói à, ngày nào ông cũng đi ngang, ổng đem ổng gửi lại chừng nào lớn lớn mẹ nó hết sữa thì là ổng lấy về. Rồi cái con này quá trời sữa, cô mới bắt ba con bên bển đem qua cho con này cho bú. Ôi trời ơi, cái gì là cái bà đen. Bà tại vì bà đó bà mới chó bà mới mở mắt. Nhưng mà đẻ tới 8 con lận. À, bà đã đẻ 8 con, bà này là đẻ 7 con như vậy nè. Là còn duy nhất một con. Trời quá trời đẻ sai rồi mọi người ở đây nè. Trời đất ơi nè. Nó ăn nè. Nó ăn. Cái này là được hay cái? Cái này cái. Rồi, cái này lai mặt xệ rồi, mặt nhăn kìa. Con biết không? Đem chó kia qua cho mẹ nó nuôi, nó cắn chó người ta quá trời. Thì đó, rồi. Bây giờ nè, cái con này nè. Rồi cô đấy. Phải cột nó lại, nó cắn cô kéo nó lại. Dạ. À. Rồi đi hàng xóm nè, đi hàng xóm nè. Đi hàng xóm. Với ông hàng xóm lai mặt xệ nè. Chứ mẹ nó nè mọi người, mẹ nó là cái chó cỏ bình thường nè. Rồi nói nè. Nó như gì thì lai mặt xệ mất rồi. Nhưng mà thương quá con ơi, như dạ. Bây giờ nè, nó gửi lại cô như ơi, vậy. Cô sửa cái me cho nó dựng đứng cái mi lên cô. Nó đang tuột xuống cái nó nói không ấy. Vậy. Dạ ok à. Cô nói hơi to tí ha. À nè. Nói cái gì? Thì cô cứ nói bình thường vậy thôi. Vậy là bây giờ là mình là trong mùa dịch mà đẻ ba bầy chó một. Đúng rồi. À con này là đẻ trước nè. Dạ. Được 7 con. Rồi con kia là đẻ được 8 con. Rồi con này đang có bầu. Chắc chứng từng lễ. Con này cũng chuẩn bị đẻ này. Ôi khiếp thế chứ. Nói con nghe, bình thường vậy nè, rồi cô thấy á, mùa dịch á, vắng, không có xe cộ đồ. Cô thả đi chơi, ai già đi kiếm mấy chàng trai mà nhảy. Yeah. Rồi cô có một chàng trai đực ở đây nè, cô cưng quá trời luôn. Chạy qua bên kia theo cái chị hốc gác á, xe tải á, nó ấy một cái. Trời ơi, cô khóc quá trời, thương lắm con. Yeah. Ơi, nuôi là thương. Con biết rồi, bé đó bé gấu, con biết rồi. Yeah. Bé gấu con biết á. Yeah. Nó cao gáo, trời nó bự còn hơn mẹ nó luôn con. Bé gấu rất là đẹp trai luôn. Yeah. Đúng rồi, ai cũng nói bé gấu đẹp trai. Cái này là xương cô quậy cho nó, cô để là một lát trộn cơm cho nó. Cô có nấu nồi cơm rồi nè, mà tao nói chuyện với mày nó lại nó ấy vậy nè. Dạ. À, kính thưa quý vị khán giả, cô thì buôn bán lặt vặt ở trên vỉa hè như thế này, rồi mày ngồi thấy ông chù che tùm lum tà la hết trơn nè đó. Rồi bây giờ là nó màu bì, rồi chó kia nữa, chó con nữa. Quá trời đằng kia kìa, nó là con đen nó làm, nó quất cái 8 con chó con. Đó, để cô bắt thêm mấy con chó mà nó sống như giống như là nó bú ké. Đây, bú ké mà mập vô cùng. À. Dạ, 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 rồi chú chuyển đi. Dạ. Dạ. Bú ké mà mập lắm. Dạ, ôi dồi ôi. Đó, rồi cơm nè, cơm cô đập nhừ ra, cô chan nước vô. Dạ. Yeah. Cô ấy ra cho nó ăn. Ôi ôi. Cái con này là đúng là cái con đó. Dạ. Yeah.
hai con này là bên bển qua đây bú ké. Dạ bú ké. Ừ. Đây nè. Đấy, trời ơi. Đây nè. Bà ấy về vài bữa nữa bà đẻ một đàn một đống rồi. Đó, đẻ một đàn một đống rồi chứ giỡn gì. Nhưng mà cô lương lắm, cô để lớn lớn như vậy nè cô mới cho. Dạ. Chứ cho sớm tội nghiệp nó quá. Mà mỗi lần cô cho cô muốn khóc luôn á. Dạ. Tại cô cưng quá. Hay là mình để cho con nó lớn hết đợt này triệt sản đi cô ơi. À thì à, cô cũng tính vậy đó. Cô nói đợt này cô canh. Lúc đó đó có bác sĩ nào đó thì họ nói để khi nào á họ có đi ngang rồi họ cần. Tại vì lúc đó họ đi là trời mưa. Dạ. Họ nói để họ triệt sản cho cô. Cô có lụm chiếc chiếu cô để dành đàng hoàng kìa. Dạ. Ai già tới mùa dịch tới bây giờ luôn. Đúng rồi. Ừ. Thì đợt trước rồi con cũng muốn hỗ trợ cô triệt sản. Ừ. Nhưng mà chưa kịp nữa thì nó đẻ cái đống cái làng như thế này là quá trời quá đất rồi. Thì đợt này cho nó là khi mà nó dứt sữa con nó xong xuôi đi. À. Rồi con có gì con hỗ trợ cho cô triệt sản mấy bé. Ừ. Đâu cô qua cô dê cho con kia ai. Đâu mà... Chứ con mình ơn con qua con thấy nó sủa quá. Rồi mọi người nhìn nè mọi người. Anh qua thăm mấy em nha, anh đâu có làm gì con đâu. Nè mấy em bé. Mấy em bé ơi. Nè, nè con. Bắt ra hết rồi cho nó đứng ngoài chơi, chơi cho nó đẹp coi. Đẹp đội hình coi. Bà đẻ 8 con này quý vị. 8 con này quý vị. Ê, con kỳ quá. Con rồi. Sao con dành ăn với bé? Rồi. Ôi kìa. Nó dành ăn hết trơn của con đó rồi. Nó ăn rồi cho bú. Chắc đói rồi. Sáng giờ chưa ăn quá. Cô nấu nồi cơm rồi kìa, cô chưa làm. Dạ. À, có thịt cô nói rồi, con kia rỉa rỉa rồi. Cho nó cục xương cho nó gặm. Ừ rồi. Nè. Ôi, con ở đời bú rồi mọi người. Ê, cưng chưa? Cái này không biết đi ngoài tặng tiểu với mấy ông mà sao mà bông hoa rồi trắng xóa thế này. Bà đen. Cái này cũng ra chỉ đi ra ngoài có khi tặng tiểu với một hai ông đấy chứ không phải một ông không đâu. Nè, nó có màu trắng này. Nó vào vàng vàng này, rồi bông đen này. Ta nói chó giống cha, gà giống mẹ. Mà hai ba màu thế này là rồi, hai ba cha rồi. Không biết giống ai luôn. Đấy. Thôi con ơi, lỡ cái nghiệp gì đâu vậy rồi phải thương. Cô thương lắm. Ê, cưng chưa, cưng chưa. Nó thương không? Dạ thương quá cô ơi. Trời ơi cho thương ngắm mày ơi cho. Nói chứ là ngắm. Mình thương này là nguyện chó cho con á, cho con cưng lắm. Ừ. Cho con là những cái thứ mà mình không thể nào mà mình không nghiện được. Đúng rồi. Nhìn có nói vô tư mà nó thương gì đâu á. Con thấy thương ghê ha. Thương 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 ngắm á. Thì dạo này là buôn bán gì được không cô? Ít lắm. Rồi tội nghiệp có mấy cái cậu mà từ thiện mà cho cơm đó. Dạ. À mấy con, cô xin mấy hộp. Dạ. À, cô xin mấy hộp. Cô nói là thôi, cô xin 4 hộp. Dạ. Cái cô nói, ê, mình có mang tội không? Tại vì bây giờ nếu mà cô không xin con, cô phải nấu cơm rồi cũng cô mua đoạn, cô cho tụi nó ăn. Dạ. Hàng chi lâu lâu á, mà con đi á, thì thôi kệ, con cho cô vậy thì nó cũng như người ta, tụi nó cũng cho luôn. Dạ. Ừ. Chỗ này như gì rồi mưa gió sao ta, chắc nó hơi ướt à mưa. Che vậy đó. Dạ. Rồi cũng hơi ướt. Rồi cô quăng mấy cái nồi lau khô á. Dạ mọi người nghĩ đi. Như thế này là mưa là sẽ ướt ngay. Tội chưa. Trời ơi. Lóc nha lóc nhóc nè. Quá, không biết cho được nhiêu. Bà này cũng đang làm biếng nè. Là bụng to quá rồi đấy. Cái cho anh chịu đi. Bà đây này cũng đang làm biếng thì bụng to lắm rồi. À. Trời ơi bà này chắc bị bú nhiều quá hơi ốm nè. Đúng rồi con. Lòi bé sườn hết. Ừ. Không con này con gờ được, con kia gờ không được. Dạ. Yeah. Con này hiền mà cho bú ké được là hiền lắm. Nè nè con, lại đây. Nè.
cô thương lắm, xấu xí chứ cô thương. Xấu gì đâu, đẹp chứ, mặt thì mặt dễ thương. Tại vì nó hiền, con biết không? Nó hiền. Cái con này là con của nó đợt trước nè con. Con của nó, con gấu cũng là con của nó. Lúc đó đó hả, cô cho hết, còn lại hai con là còn con gấu với nó đó. Rồi hôm rồi á, con gấu con biết nó khôn kinh khiếp nha. Tối á, nó ở đây nè, ai đi ngang mà dừng lại là nó sủa, nó để cho mấy đứa này ngủ. Cũng như nó nghĩ rằng nó là nam á, con gấu. Tại vì có mình gấu là nam thôi, còn đây toàn là vịt trời không. Cái mặt nhăn dễ sợ luôn. Này là lai chó mặt xệ rồi, lai bulldog rồi. Đúng rồi, có con chó này sao cái mặt nó vậy đó. Rồi cái ông kia ông xin, ông nó về nhà nó khóc quá, cô ơi, cô cho gửi đây đi, chừng nào mẹ nó hết sữa thì bắt. Đó, cái đó đó thì chắc chưa biết ăn. Cô mới cơm đó cô tán nhuyễn ra, cô chăn nước vô, rồi cá đồ cô vẽ sạch xương, cô cho nó ăn. Chừng nào nó ăn ngon lành đàng hoàng á thì tính sao. Chứ bây giờ đó mẹ nó cũng còn sữa, cô chỉ tập trung cho mẹ nó ăn nhiều. Thương quá, để con quay một vòng nữa kìa. Quay một vòng. Chị biết không nè, chị nó quay như vậy đó. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, từ hôm nay thì có dịp Trọng đi ngang đây, quay như vậy ghé thăm cô, thăm mấy bé. Cái việc đầu tiên thì Trọng cũng hơi bất ngờ. Coi họ thích chó lắm. Là mấy bé nó trong mùa dịch mà nó làm hết trơn. Nó có tiền rồi. Ba bé chó cái là có bầu rồi đẻ hết. Đó là một điều Trọng bất ngờ luôn, mà mỗi con, hai con đẻ trước, một con 7 con, một con 8 con nữa, 15 con chó con mọi người. Cái điều bất ngờ thứ hai hơi buồn là bé gấu, một chú chó mà Trọng lúc trước Trọng rất là có tình cảm với bé gấu thì đã bị tai nạn. Thật sự đó cũng là một cái chuyện rất là buồn. Ghê chưa? Hôm nay thì Trọng đến đây thì chắc thật sự thì Trọng nó ăn hiếp lúc đầu con thì kia. Ghé thăm cô thôi. Nói với mẹ, nói với con đâu á, nó không dám. Tại vì mấy con kêu đụng cái nó hết hồn. Thì Trọng chứ không có cắn. Hỗ trợ cho mấy bé cũng như làm là nó hết hồn. Để cho mấy bé, để cho cô mua thức ăn, hỗ trợ cho mấy bé. Ôi con ơi, con ơi đi vô đây đừng quấy nha. Đó, mấy mẹ con người ta kìa, vui vẻ chưa? Nè con hả? Nè. Gì đó hửi máy, máy quay tôi hả? Giang, xám. Bà này bây giờ là mệt mỏi rồi nè, nằm suốt nãy giờ mọi người. Mệt mỏi rồi, sắp đẻ rồi. Đó, sắp khai hoa nở nhị rồi đây. Khai hoa nở nhị. Ba này quá trời chó luôn này. Gì á bà ơi, mà cưng lắm á bà ơi. 30 Tết mà con đẻ nữa đó. 29 Tết đó con. Cái đợt con này có nói là 29 nè. Cô ơi, bây giờ cho đây con bye. Con sẽ hỗ trợ cho mấy bé ở đây 1 triệu. Dạ, cô có gì mua thêm thức ăn, dạ, thịt, con, cá con, cho mấy bé nó ăn cho nó cô có cảm sữa. Cảm ơn con. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, vậy là Trọng đã hỗ trợ cho mấy bé ở đây 1 triệu cho cô mua thức ăn rồi chăm sóc mấy bé. Nhìn mấy bé ở ngoài đường như thế này thì mọi người biết không? Cái điều đầu tiên là rất là nguy hiểm, phải nói là một điều như thế. Cái sự nguy hiểm đó nó chứng minh bằng là cái việc bé gấu đã bị tai nạn. La rồi mấy bé ngoài này thì đi chơi tung tăng là có bầu không thể kiểm soát nổi. Đó là cái nguy hiểm thứ hai. Nhưng cuộc sống mà, mỗi người, mỗi cảnh, chó nó cũng có số phận của nó, biết làm sao được. Hôm nay thì Trọng xin chia sẻ với vị câu chuyện này và cũng dừng video ở đây. Xin chúc cho mọi người có thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.